Vật lý lớp 10, chương 4, các định luật bảo toàn. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu các đại lượng đặc trưng cho trạng thái của hệ nhưng không thay đổi theo thời gian. Đó là các đại lượng bảo toàn. Các định luật bảo toàn cho phép ta hiểu được sâu sắc nhiều thông tin về chuyển động của một hệ và vận dụng có hiệu quả trong việc giải nhiều bài toán cơ học. Chủ đề 1. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng. Động lượng của một vật là đại lượng được định nghĩa bằng tích của khối lượng và vận tốc của vật. Vì khối lượng của vật lung dương nên vectơ động lượng cùng hướng với vectơ vận tốc. Trong hệ SI, đơn vị của khối lượng là kg, của vận tốc là mét trên giây, nên đơn vị của động lượng là kg nhân mét trên giây. Động lượng của một hệ nhiều vật bằng tổng động lượng của các vật ở trong hệ. Ta tìm hiểu khái niệm xung lượng của lực. Một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v1, tác dụng lực ép lên vật trong khoảng thời gian delta t, vận tốc của vật biến đổi thành v2. Ta có gia tốc của vật được định nghĩa bằng độ biến thiên vận tốc trong một đơn vị thời gian. Hơn nữa, theo định luật hai Newton thì gia tốc của vật sẽ tỷ lệ thuận với và tỷ lệ nghịch với khối lượng. Từ đó ta biến đổi ra được biểu thức vectơ lực F nhân delta T bằng M nhân vectơ V2 trừ M nhân vectơ V1. Đại lượng bằng tích của F nhân với delta T, người ta gọi là xung lượng của lực F trong khoảng thời gian delta T. Vậy định luật hai Newton có thể phát biểu lại như sau. Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian bằng xung lượng của tổng các lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó. Ví dụ, một vật có khối lượng m bằng 0,1 kg ban đầu nằm yên, tác dụng một lực 50 N vào vật trong khoảng thời gian 0,01 giây, xác định vận tốc của vật. Bài toán này, nếu ở học kỳ 1, các em có thể làm theo các bước. Thứ nhất, tính gia tốc của vật dựa trên định luật 2 N. Sau đó, áp dụng phương trình vận tốc của vật chuyển động thẳng biến đổi đều để tính được vận tốc của vật sau khoảng thời gian 0,01 giây. Ở chương này, sau khi học xong khái niệm xung lượng và động lượng, các em có thể giải như sau. Tính xung lượng của lực tác dụng lên vật F nhân delta T bằng 0,5 Newton nhân giây. Ta đã biết đơn vị của trong hệ SI, 1 Newton bằng 1 kg nhân mét trên giây bình, nên ta có thể biến đổi Newton nhân giây bằng kg nhân mét trên giây. Vậy đơn vị của động lượng cũng có thể tính ra Newton nhân giây. Động lượng ban đầu của vật bằng 0 do vận tốc bằng 0. Động lượng lúc sau của vật B2 bằng M nhân V bằng 0,1V. Ta có độ biến thiên động lượng bằng xung lượng của lực tác dụng lên vật. Từ đó tính ra được vận tốc của vật
sau khoảng thời gian 0,01 giây là V bằng 5 mét trên giây. Ví dụ trong thực tế về mối liên hệ giữa độ biến thiên động lượng và xung lượng của lực. Khi chơi bóng, người cầu thủ khi bắt quả bóng phải làm động tác kéo dài thời gian bóng chạm tay mình bằng cách thu bóng vào bụng. Sở dĩ phải làm như vậy vì khi quả bóng khối lượng m có vận tốc lớn nên động lượng lớn. Khi dừng thì vận tốc bằng không, lúc đó độ biến thiên động lượng lớn. Nếu kéo dài thời gian bóng chạm tay thì người cầu thủ có thể giảm đáng kể lực cần tác dụng để bắt bóng. Vì F bằng delta B trên delta T. Theo định luật 3 Newton, phản lực của bóng tác dụng lên tay người sẽ giảm, giúp giảm nguy cơ bị chấn thương. Thí nghiệm sau đây, các em có thể tự làm ở nhà. Đặt một ly nước lớn lên trên một tấm vải. Nếu ta kéo từ từ tấm vải thì ly nước sẽ chạy theo. Nhưng nếu rút thật nhanh tấm vải thì ly nước vẫn còn nguyên ở trên bàn. Điều này có thể được giải thích rằng khi chúng ta kéo thật nhanh tấm vải thì thời gian tác dụng lực là rất ngắn, dẫn đến xung lượng của lực là nhỏ. Xung lượng của lực nhỏ thì độ biến thiên động lượng của vật nhỏ nên vận tốc của vật không biến đổi bao nhiêu. Phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về định luật bảo toàn động lượng. Định luật bảo toàn động lượng sẽ cho chúng ta biết khi nào thì động lượng được bảo toàn. Trước hết, chúng ta xét hệ cô lập. Hệ cô lập là một hệ không có ngoại lực tác dụng lên hệ, hoặc nếu có thì các ngoại lực ấy cân bằng nhau. Xét một hệ cô lập gồm hai vật nhỏ tương tác với nhau qua các nội lực F1 và F2. Dưới tác dụng của các lực F1 và F2, trong khoảng thời gian delta t, động lượng của mỗi vật có độ biến thiên lần lượt là delta B1 và delta B2. Áp dụng công thức hệ giữa độ biến thiên động lượng và xung lượng của lực, ta có delta B1 bằng F1 nhân delta t. Delta B2 bằng F2 nhân delta T. Nhưng theo định luật 3 Newton thì F1 và F2 là hai lực trực đối. Từ đó ta suy ra delta B1 cộng delta B2 bằng 0. Mà ta có động lượng của hệ bằng tổng động lượng của các vật trong hệ, nên biến thiên động lượng của hệ bằng tổng các biến thiên động lượng của mỗi vật. Từ đó suy ra biến thiên động lượng của hệ bằng 0. Nghĩa là động lượng của hệ là không đổi. Kết quả này có thể mở rộng cho một hệ cô lập gồm nhiều vật và được phát biểu như sau. Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn. Phát biểu trên được gọi là định luật bảo toàn động lượng. Ta tìm hiểu các ví dụ về định luật bảo toàn động lượng. Ví dụ 1, hai vật nhỏ có khối lượng M1 bằng 0,3 kg và M2 bằng 2 kg chuyển động ngược chiều nhau trên mặt phẳng nằm ngang với vận tốc có độ lớn tương ứng V1 bằng 2 m/s, V2 bằng 0,8 m/s.
Sau va chạm, hai vật dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc. Tìm độ lớn và chiều của vận tốc này, bỏ qua ma sát. Bài toán này nói về va chạm mềm giữa hai vật. Vì không có ma sát, nên các ngoại lực tác dụng gồm có các trọng lực và các phản lực pháp tuyến, chúng cân bằng nhau. Hệ M1, M2 là một hệ cô lập. Áp dụng định luật bảo toàn động lượng, ta được biểu thức sau. Chọn chiều dương là chiều của V1. Chiếu lên chiều dương và thay số, ta tính được V của hai vật sau va chạm là trừ 0,435 m trên giây. Kết quả này có nghĩa rằng sau va chạm, hai vật chuyển động với vận tốc có độ lớn là 0,435 m trên giây, nhưng ngược chiều dương. Ví dụ 2, trong không gian vũ trụ có một tên lửa ban đầu đứng yên. Lượng khí khối lượng m nhỏ phục ra phía sau với vận tốc v, thì phần còn lại của tên lửa khối lượng m lớn chuyển động với vận tốc xác định như thế nào? Ban đầu tên lửa đứng yên nên động lượng ban đầu của cả tên lửa bằng không. Sau đó động lượng của hệ là m nhỏ nhân v nhỏ cộng m lớn nhân v lớn. Nếu xem tên lửa là một hệ cô lập thì động lượng của hệ được bảo toàn. Từ đó ta suy ra vectơ v lớn bằng trừ m nhỏ trên m lớn nhân vectơ v nhỏ. Từ đây ta có thể rút ra trong một hệ kính đứng yên, nếu có một phần của hệ chuyển động theo một hướng thì theo định luật bảo toàn động lượng, phần còn lại của hệ phải chuyển động theo hướng ngược lại. Chuyển động theo nguyên tắc như thế được gọi là chuyển động bằng phản lực. Chuyển động bằng phản lực có rất nhiều ứng dụng trong thực tế. Động cơ phản lực ứng dụng trong tên lửa, máy bay phản lực, chuyển động của lòi sứa, lòi mực ở trong nước cũng theo nguyên tắc chuyển động bằng phản lực. Sau đây, mời các em làm một số bài tập trắc nghiệm vận dụng. Câu 1. Vectơ động lượng là vectơ A cùng phương ngược chiều với vectơ vận tốc. B có phương hợp với vectơ vận tốc một góc bất kỳ. C có phương vuông góc với vectơ vận tốc. D cùng phương cùng chiều với vectơ vận tốc. Ta chọn đáp án D vì theo định nghĩa của động lượng, vectơ động lượng bằng m nhân vectơ v và m là khối lượng luân dương. Câu 2. Trong quá trình nào sau đây, động lượng của một chất điểm được bảo toàn? A. Chất điểm tăng tốc. B. Chất điểm giảm tốc. C. Chất điểm chuyển động tròn đều. D. Chất điểm chuyển động thẳng đều.
Khối lượng của chất điểm là không đổi, nên động lượng của chất điểm được bảo toàn khi vận tốc không thay đổi về phương, chiều và độ lớn. Khi chất điểm chuyển động thẳng đều thì vận tốc không thay đổi về phương, chiều và độ lớn, nên ta chọn đáp án D. Câu 3. Một quả bóng khối lượng M đang bay với vận tốc V thì đập vuông góc với bức tường thẳng đứng và bật ngược trở lại theo phương cũ với cùng độ lớn vận tốc. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là A. Trừ 2M nhân V, B. 2M nhân V, C. 0, D. M nhân V. Trước va chạm, động lượng của vật B1 bằng M nhân V. Sau va chạm, vật bay ngược trở lại theo phương cũ với cùng độ lớn vận tốc, nên vận tốc của vật là trừ V. Vậy động lượng sau va chạm là B2 bằng trừ M nhân V. Ta tính được độ biến thiên động lượng là trừ 2M nhân V. Ta chọn đáp án A.